Ông ấy đúng đấy, cậu không có nên nhảy cùng tôi. Sao vậy? Cậu còn cuộc ở tương lai ở phía trước mà Vanessa. Hãy đi học, trở thành luật sư, hoặc là một nhà nghiên cứu sinh học, hoặc bất cứ thứ gì cậu muốn. Chia tay là chia tay. Nếu mà tôi còn sống thì họ sẽ tiếp tục truy đuổi tôi mãi mãi, và cậu không không có bắt buộc phải làm như vậy, phải sinh như vậy. Cậu muốn là cậu nói là cậu muốn tôi quay trở về nhà. Tôi đoán là tôi đã thay đổi ý kiến, con lại sững sờ luôn. Anh nói yêu tôi mà anh lại bỏ tôi, anh thật là tệ. Rồi nhảy rồi. Hello everyone. Welcome back to my channel. And today I will continue to play as Duck Phone. Chào mừng mọi người đã quay lại với Trinh Channel nha. Hôm nay thì Trinh sẽ tiếp tục tựa game Edith Thrones, và hôm nay Trinh sẽ hoàn thành tựa game này tại vì mình chỉ còn một chapter cuối nữa thôi. Ok, bắt đầu vào nè. Không dài dòng. Vào ngay luôn cho nóng nha. Hôm nay thì chắc là clip sẽ ngắn thôi vậy mọi người. Trinh đoán là khoảng tầm 1 tiếng. Game này nó sắp xếp hay lắm, mình chơi một chát là khoảng tầm 1 tiếng y xì đúc à. Hôm qua là Jay đã đi trốn cùng với em Vanessa, bỏ nhà theo trai, là hai đứa đó đã đi trốn và dự định là sẽ đi sang Canada. Nên mình lại quay trở về với Joey, con của Vince nha, con của Vince, nhân vật chính ở trong phần 1 à. Đang nhớ về ngày xưa lúc mà sự kiện xảy ra ở cái Desert Dream Motel đó. Đúng giờ lại đi nhịn thở. Hồi xưa Trinh cũng hay nhịn thở trong không không nhịn thở trong nước nha, mà Trinh kiểu như là tối bị mất ngủ xong rồi Trinh chả biết làm gì, thế là nằm nhịn thở. Nhịn thở được được hơn 2 phút mọi người. Trinh nhịn được hơn 2 phút. Mới 50 giây mà. Em này da đen thì chắc là phải gọi là sức trâu hơn mình chứ. Như Trinh là sức yếu nha, mà Trinh Trinh nói chung là Trinh đi khám sức khỏe thì bác sĩ bảo là Trinh phổi tốt, phổi to. Sao lại có thằng Jay ở đây? Chắc là tưởng tượng ra nhờ. Tưởng tượng ra cảnh ngày xưa mà lúc mà trốn ở trên lầu á, bị Jay giữ mồm đã không phát ra tiếng. Này lại tương tư anh Jay rồi. Này, cậu ổn chứ? May may chắc là bạn của em Joey này. Tôi đã phá kỷ lục rồi. Ngày 17 tháng 3 2012. À hiện đại này, thời hiện đại này. 14 năm sau rồi ha. Sự kiện lúc đầu xảy ra năm 1998. Cậu có quên gì không? Kính bơi. Cảm ơn cậu nhé. Em bay này chắc là người châu Á nhỉ? Lâu rồi ta không gặp cậu nhỉ? Ừ, mình không có đến dự mấy buổi giảng nhiều lắm. Mà cái việc mà cậu làm ở trong nước đó, tôi có thể hỏi là tại sao cậu lại làm như vậy không? Mình đang cố tập nhịn thở và hôm nay mình đã đạt được kỷ lục là 2 phút. Nghe kỳ quặc nhưng mà tại sao cậu lại làm như vậy? Cái này thì thô lỗ quá. Thì mình gọi là thử thách bản thân thôi mà. Cậu có muốn tham dự đội bơi hay sao ạ? Không, mình không có thích thi đấu. Mình sẽ về nhà đây. Mình có một cái bạn học ở trường trung học á, trung học cơ sở. Đang đang giới thiệu cho mình đúng không? Một anh là đội trưởng đội đá banh banh là top, đứng top trong lớp. Ồ, không, đang kể về một cái người bạn của May là nữ cơ. Cảm ơn cậu nhé, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn May nhé. Còn em Joey này quan sát thấy có một người theo dõi mình ở bên kia hàng rào.
Tên tên mình là Mai nha, và có chữ Y dài đó. Có khi nào là người gốc Việt không mọi người? Tên là Mây á. Tại vì nếu mà tên tên Trung Quốc thì chắc là sẽ khó có tên Mây đúng không? Thường là Mei mà Mai như thế này thì dễ là người Việt lắm luôn á. Úi sợ ơi, em Vanessa xinh thật. Thế này không đắm đuối thì thôi chứ. 14 năm trước lại quay trở về, 14 năm trước khi đang mà đi đang trốn cùng với em Vanessa nè. So, I talked to Ừ, Mina. tôi đã nói chuyện với When bà. you're changing the license plate, I helped check on her. Did you tell her? No, no, I just Lúc wanted mà to be anh đang cậu close. đang giả bằng lái đó thì tôi đã gọi cho bà. Cậu có nói gì với bà không? Tất nhiên là không rồi. Sure that Phillips Cậu có chắc là mình cậu muốn I have làm to. điều này không? But hey. Chiều qua biên That's giới okay, ấy, I'm being tôi flexible. ghét leo Maybe núi. they want a criminal now. You're not a criminal. You're just helping a friend. Did you watch the OJ Và trial? tôi đang trở thành một tội phạm bị truy nã sao? OJ Simpson? Xong rồi Jay trả All lời your là không cup phải of đâu, chỉ là butter. giúp đỡ He's bạn like bè thôi murdering his mà. wife because she's marrying some waiter? I don't really watch TV. Well, the point is, nobody's what they seem, you know? Like, what are we capable of? Are we all just killers waiting for our switches to get flipped? Ý ý ý này là sao nhỉ? Nghĩa là kiểu như mọi người đều không có giống như cái vẻ bề Yes. ngoài nhỉ? Chỉ là mọi người chưa thể hiện ra thôi. See? The world needs more people like you. Thế giới này cần những người như cậu đấy. Mở đài à? Tất nhiên là lại tin tức vụ mà mình bỏ trốn rồi. Jay không thích nghe. Đó là cậu à? Nhưng mà tôi không có muốn nghe. Tôi cũng vậy. Lại tiếp tục tin tức về Jay. Nói chung là đài nào bây giờ cũng sẽ nói về Jay cả. Hồi đó người ta còn nghe đài nhiều hơn mọi người ha. Bây giờ lên trên xe là hầu như là mở nhạc YouTube, chứ không còn nghe đài radio nữa. Chúng ta đã lên bản tin rồi đấy. Tôi không có muốn nổi tiếng. Tôi chỉ nghĩ là tôi cũng không biết là tôi đang nghĩ gì nữa. Thôi chỉ cần đi đến Canada thôi phải không? Ừ, đi thôi. Kiếm được cái xe mui trần đã thế nhở? Hôm bữa trên có chơi cái game Road 96. Cái đường ở Mỹ nó như như vậy nè mọi người. Một bên là vách núi, với lại một bên là vực. Hay có kiểu vậy. Còn ở Việt Nam á, mặt bên bên sườn núi là thường thường là sườn đồi mà có cây hoặc là Okay, đất, chứ don't không không stress. ít ít khi cái We'll sườn figure đá it phẳng out. như thế này đó. Em này làm sao mà qua chạm được? Morning, you two. Everything okay À, out chào buổi there? sáng. Mọi thứ ổn chứ Look, we're chú? having a sobriety checkpoint here, looking for any intoxicated drivers coming back from the river. À, chú chỉ Are đang làm nhiệm vụ của mình ở đây thôi. you there? No, sir. We're just passing through. Can I ask where you're coming from? Có thể hỏi hai cháu đến từ đâu không? Salt Lake City đi nhờ, cái xe này ở Salt Lake City mà có biển số xe đó. We're on a field trip for our, with our church. Our This church church là gì? LDS. You know, the Book of Mormon. Anyway, if I can Ok. see your license and Chú có thể xem registration, bằng lái của cháu hay I'll be on không? my way. À, mất không được, không được, mất là nói dối liền. Đây đi, còn có check thì nó cũng đâu có Just đúng a là tên license của mình đâu. plate. I just went to the DMV. Didn't they give you provisionals? It's the DMV. What don't they screw up? DMV là cái Hey, gì á we're not mọi going to the DMV.
MV chắc là cái kiểu như là chạm cục khảo khảo hạch đúng không? Cục khảo hạch bằng lái xe đúng không? Xong ông này là đi gọi điện xem, kiểu như là thằng này nó nói dối là nó thi bằng lái rồi nhưng mà nó chưa nhận bằng. Bằng lái của nó thì vẫn chưa được cấp. Bây giờ chờ đợi là ông sẽ phát hiện ra, chạy đi, bây giờ là đạp đạp ga xong chạy nè. Chờ làm gì? Chờ để bị bắt hả? Không, nhưng mà Trinh có thích, nghĩa là sao nó cứ làm cho mình tò mò, thí dụ như mình làm mình chọn những cái hành động đó thì nó xảy ra như thế nào? Thử chờ coi. Cháu có thể giải thích. Ồ, cái hệ thống nó bị sập rồi. Chú sẽ cho cháu qua với một cái lời cảnh báo. Nếu mà cháu nói dối về cái việc bằng lái tại thì cháu sẽ trả giá đấy. Thế ổng cho mình qua à? Thế thì quá tốt rồi, cần gì nữa? May quá, cái hệ thống mà mình thi cấp bằng lái nó bị sập đúng lúc mọi người ơi. Điều vãi. Trời ủng hộ Jay rồi. Thấy không? Má trên lựa chọn chỉ có chuẩn chỉ thôi. Tự nhiên cái sự tò mò nó dâng lên đúng lúc. Bình thường thì ai cũng nghĩ là đạp ga chạy cái túc lúc đi đúng không? Quay lại trở lại thời hiện đại rồi. Mà mình chọn cái phương án mà đéo thể tin được, cuối cùng là nó ra kết quả đéo thể tin được. Dừa dừa nè. Cháu yêu. Con yêu. Cha, cha. Nè, đi biển nè. Cái này chắc là sau sau hay trước vụ án kia nhỉ? Sinh nhật của con là vào chủ nhật. Con rất tiếc nhưng mà mọi thứ thì chắc là điểm con này thấp xong rồi bị trường gọi về chứ gì. Nhưng mà em này đúng đúng là dân da màu có khác, được giải marathon kìa. Mọi thứ ở trường có ổn không con? Nói vậy để cho ba mẹ đỡ lo. Ba biết à, cha biết mà, mọi thứ rất là bận rộn. Đồ 4.0 luôn. Vậy hồi nãy Vinh nói sai ạ? 4.0 là làm điểm tối đa luôn á mọi người. 4.0 trên 4.0. Con yêu mẹ rất là tự hào về con. Joe Walker. Thư ai gửi vậy ta? Không có chuyện gì xảy ra với Joey mà tại sao? Joey, xin lỗi mẹ con có chuyện. Nhưng mà gia đình hạnh phúc kiểu như là chỉ gặp biến cố có tí xíu thôi mà sao mà kiểu như là trầm cảm đến tận 14 năm sau vậy? Cái gì vậy? Ai nói vậy? Trên quên nhìn tên, trên chỉ nhìn chữ thôi. À, giọng, nghe giọng của thằng Jay. Thuốc an thần. Hết luôn rồi. Mới mới trẻ mà phải sử dụng thuốc an thần. Ghê, em Joey này học giỏi nhờ 4.0 luôn, là kinh lắm luôn á. Nhưng mà thường không đi học mà vẫn được 4.0, đúng là con nhà người ta. Cái gì vậy ta? Ủa lại có bài báo hình em Joey vụ án ngày xưa nè. Cái gì vậy? Ba mẹ hiện tại không có nhà. Mở đèn đi cho nó an toàn. Có người theo dõi em Joey này mà, lúc nãy ở trường là nhìn thấy đó. Trinh nghi là có biến lắm nha. Đó, cái chuyện mà trong phim thường xảy ra nè. Cái gì vậy? Lại tưởng tượng ra rồi. Làm gì mà ghê vậy? Có phải là ví dụ như trong lúc đó mất đi ông hoặc là mất đi cha, mất đi mẹ thì ám ảnh chứ. Trinh nghĩ là thế này thì ám ảnh cái gì nhỉ? Tâm lý yếu à. Đúng là bọn trẻ bây giờ. Ủa mà trẻ bây giờ gì? Tính ra nó lớn tuổi hơn Trinh mà. Lại thức chết một lần nữa nè.
Để nghĩ xem nào, mình đã bỏ những viên thuốc ở đâu nhỉ? Vừa rồi là ác mộng hay là sự thật? Lúc mà hết thuốc á, tâm lý yếu quá. Đấy đấy, có thằng theo dõi nè, thằng nào hay là Jay ta? Ai đó? Đi đâu vậy, đuổi theo á? Thôi ở trong nhà cho an toàn, chưa có ai đột nhập đâu. Đóng kỹ cửa sổ lại. Thôi, đóng lại. Kiểm tra cửa sổ. Ba mẹ đi đâu rồi không biết nữa. Jim, à ông nội. Cháu biết là trễ rồi, nhưng mà ông có việc không nữa mà cháu tới. Ở đây có không tiện lắm. Có chuyện gì vậy ông? Manager giọng của người quản lý. Tôi không có phá cái gì cả. Quản lý phàn nàn là ông này phá hỏng cơ sở vật chất. Con chó này vẫn 14 năm vẫn còn sống hả? Chó bây giờ chắc già lắm rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có ai đó đã trộm cái bóp của ông. Ông đã làm mất cái bóp thì có. Joey, ông đã thấy ai đó. Và ông chắc chắn điều này. Hắn ta có, chắc là không rồi. Ông nhìn khỏe khoắn đó mà. Hắn ta trông như nào, coi có giống cái kẻ theo dõi mình không? Có phải là mặc một cái hoodie màu đen không? Có thể chăng ông chả nhớ lắm nữa. Ông không nhớ bởi vì nó không có xảy ra. Ông này già rồi nên là bị lẫn mọi người. Ông đi ra ngoài và quên chìa khóa, xong sau đó ông phá cửa đi vô. Tôi đã thấy, tôi chắc chắn là tôi thấy một người mà. Ông này hơi lẫn rồi, nhưng mà cái chuyện mà ông chắc ông bỏ quên chìa khóa xong phá cửa vào là sự thật á. Cô biết là điều này khó nghe, nhưng mà ông của cháu rất là lú rồi. Ông ấy cần có một y tá để hỗ trợ cho ổng. Nhưng mà các người vẫn phải trả tiền cho cái cửa bị khóa đó nha. Bảo hiểm sẽ trả nhờ. Ông có mua bảo hiểm không nhỉ? Không có đâu, đó là cái cửa của ông tự phá, ông phải tự trả chứ. Chết rồi, ông nội lạ lũ rồi. Ông không thể tin được cái một con mụ đó. Lại còn bảo ông phải cần y tá nữa chứ. Đừng có nói Shelby nha. Nhưng mà ông biết là ông không có phá cái cửa đó. Ông có cảm thấy là không an toàn không? Ông có cảm thấy có ai đó theo dõi mình? Cháu thì sao? Cháu có thông tin gì mới không? Theo dõi, có người theo dõi mà. Cháu á, cháu ổn không ạ? Không kể với ông. Nhưng mà trông cháu không ổn lắm. Trông cháu như là kiểu như là cảm giác là bị quá tải bởi những cái kỳ thi ở trường và mất ngủ vậy. Cháu gặp ác mộng. Bây giờ thì cháu sợ ngủ trở lại rồi gặp ác mộng. Ồ cho à. Cháu đã làm rất tốt mà, nhưng mà có chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Không có gì đâu ông, thật sự đấy.
À, cháu có coi cái tờ New York Times hôm nay chưa? Cháu cháu muốn là rời khỏi trường học một thời gian. Nhưng mà cháu vẫn chưa nói với cha và mẹ, không muốn họ lo lắng. Ông thì nghĩ là cháu phù hợp cái việc đó đó, việc mà đi chu du để trải nghiệm. Cháu cũng không biết nữa mà. Cháu chỉ muốn thức dậy ở bãi biển, rồi đi ra biển và đắm chìm vào những cơn sóng. Cháu không có vẻ là một người chạy trốn giỏi đâu. Khi mà cháu bỏ chạy trốn thì những cái vấn đề của cháu sẽ đuổi theo. Ông này lại lố rồi. Có lẽ cháu sẽ tìm thấy ai đã trộm đồ của ông đấy. Cháu sẽ giúp ông tìm tìm đồ. Giờ đi điều tra nhà ông nè. Sách luật, sách đi học, sách bán hàng. Đó không phải là công việc của ông mà xong lại có sách này. Ông nghĩ là ông đã từng có một cái công việc thật sự, đó là phải thuyết phục người khác. Có tìm thấy cái bóp cho ông rồi, để ở trên này này, lại bảo ai ấy. Vậy là cái thằng theo dõi kia nó theo dõi mình thôi chứ phải ông đúng không? Là ông lú thật sự mà. Ông ơi, ông đã uống thuốc chưa vậy? Anh ông không thích, ông làm ông buồn ngủ lắm. Uống mấy cái đó làm ông buồn ngủ lắm. Không, uống đi chứ lú lắm rồi. Mà thật sự là ông cần chúng đấy. Đi mà, uống đi mà, vì cháu đây ông. Thôi được rồi. Thường thì ông bà hay chiều cháu. Ôi trời, dễ thương như kìa. Ông ơi, ông ổn chứ? Ông có phá cửa không vậy? Đưa cho ông cái ấy. Làm sao mà ta có thể chắc chắn điều gì mà ta không thể nhớ chứ? Cháu đã bao giờ vào phòng mà quên là tại sao cháu vào chưa? Cháu đã cảm thấy kiểu như quên mất điều gì đó chưa? Cháu biết là cuộc đời ông đã mất mát rất là nhiều. Bà Silby đã đúng rồi đó, ông đang trở nên già đi. Địa điểm, ngày, rồi cái ngôi trường mà ta đã từng đi học dần dần biến mất khỏi trí nhớ của ta. Cháu có biết cảm giác đó không? Cháu cũng không biết nữa. Khi mà cháu nhớ về cái quá khứ thì cảm giác như là mọi thứ không tồn tại vậy. Mà cháu cảm thấy là cũng có ai đó đang theo dõi cháu thật. Ở lúc ở hồ bơi tối nay ở cái căn hộ của cháu, cháu đã thấy ai đó. Nhưng mà cháu không biết là có phải là thật sự hay không, hay là cháu đang cảm thấy là cả hai chúng ta đều mất trí mất rồi. Không biết là cháu đã trải qua những gì lúc mà còn nhỏ, nhưng mà những thứ tồi tệ mà cháu thấy, mà cháu cứ nghĩ đến những điều đó thì nó sẽ khiến cháu trở nên điên loạn trí đấy. Thực sự thì ông không cần phải nhắc cháu. Không biết. Nhưng mà ông chỉ đang cố nói với cháu rằng là cháu không có điên đâu. Làm sao mà có thể mà hai chúng ta đều cảm thấy cùng một điều được? Vậy thì sao hả ông? Không, không thể. Ý ông này là sao ta? Có người theo dõi thật mọi người ơi, con chó nó sủa kìa. Đó, thấy không? Có mà, không phải con này ấy đâu, con này bình tĩnh lại rồi, không thể nào mà gọi là nhìn lộn đâu. Này, tôi thấy mày đấy. Dừng lại. Chạy nhanh phết.
có anh Jay không? Tại sao lại đi theo tôi? Ngươi muốn gì? Mày muốn gì? Chính cũng khó hiểu là tại sao con này nó lại bị ám ảnh như vậy. Thôi nói chung là bệnh tâm lý của mỗi người mình không thể nào mà giải thích được. Giống như những người mà bị trầm cảm thì người ngoài cũng hay kiểu nói người ta là có cái gì đâu mà sao mà phải buồn phiền như vậy. Nhưng mà thực sự thì người ta bị bệnh mà. Đâu phải ai cũng muốn bị bệnh đâu. Nhận nhầm người rồi. Một người phụ nữ không có quen mình. Ông. Sao vậy? Ôi. Cháu yêu của ta ổn mà, ông ở đây rồi. Cháu ổn. And then one little trigger and bam. It all came roaring back again. Hai chúng ta, ông thì đang cố nhớ, còn cháu thì lại cố quên. Cháu không muốn quên. Cháu chỉ muốn không quan tâm về điều đó nữa thôi. Sao cháu có thể làm được điều đó? Làm sao để quá khứ có thể rời bỏ cháu? Cháu chỉ việc đứng lại và đối mặt với nó thôi. Nhìn vào mắt cháu và nhìn vào thứ mà cháu đang phải đối mặt. Bức thư, bức thư, bức thư. Nếu mà quá khứ nói với cháu thì hãy cứ lắng nghe. Khi mọi thứ đã qua đi, cháu sẽ được giải thoát. Jay, Jay gửi thư cho Joey, mọi người ơi. Này là quay về 12 năm trước đúng không? 14 năm trước. Đang đến rừng quốc gia. Canada kìa, 7,2 mai. Biên giới Canada là 7,2 mai. Cậu đã từng lên núi đi xa nhất là bao nhiêu? Đi qua hai cái mỏm đá. Đừng có cười mà, rất là khó với tớ đấy. Đó, hai người tình tứ nhở. Ở nhà cha mẹ lo lắng, cảnh sát thì truy lùng. Đúng là anh chị em chiều qua. Ui. You'd be going a lot faster without me. Sao cậu đi nhanh quá vậy? Tôi sẽ không đi đâu nếu mà không có cậu. Đưa tay đây nè. Trời ơi. Ôi khó chịu quá, mình cảm thấy vừa lạnh vừa ướt. Cái chân thì mỏi nhừ. Cậu làm sao mà có thể cảm thấy khỏe như vậy? À, thì tôi có nhiều kinh nghiệm rồi mà. Ok. Tớ sẽ cố gắng. Nhưng mà sao con này phải bỏ đi cùng mình nhờ? Chắc nó muốn rời khỏi ông bố. Ông bố hà khắc quá, đối xử tệ bạc với cả gia đình. Và ở đây đẹp hơn những gì mà tớ tưởng tượng. Hồi xưa thỉnh thoảng tôi và mẹ đã cùng đi dạo ở sa mạc vào những ngày nóng. Mặt trời giống như là một cái quả cầu lửa thiêu đốt tất cả. Này, sao cậu chảy máu vậy? Trời, mình còn không biết đó. Để tới chết. Ok, ổn hơn rồi đó. Thật là gì khi mà cậu biết chữa lành vết thương như thế này? Làm sao để chúng ta có thể vượt qua được cái biên giới? Bơi, lạnh không? Lạnh. Nhưng mà nó tốt cho cậu, tại vì nó làm cho chúng ta tỉnh táo lại, còn mạnh hơn cả coffee nữa.
Sao vậy ta? Ơi ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Cảnh sát. What the fuck? Sao ông này mò được tới đây vậy? Ông này gọi là thám tử hả? Ông này làm nghề thám tử hả? Cha làm gì ở đây vậy? Con có bị khùng không khi mà con chạy trốn như vậy? Tên cậu ấy là Jay. Con biết tất cả những chuyện xảy ra ở cái nhà nghỉ kia. Và con không quan tâm. Vanessa. Con biết anh cậu ta là ai? Cậu ta là kẻ giết người đó, đã giết cảnh sát đó, Vanessa à. Thôi không nói gì. Có đề phòng ông kia, ông chưa thấy mình. Tại sao ông chưa thấy được cái đầu nó nhô ra như thế này mà? Mẹ đang bảo con này về nhà. Cảnh sát, ôi thảo nào ông kia tìm được mình. Hóa ra là cái FBI. Nhưng mà ông kia làm gì mà thính được tới mức vậy? Thần kỳ quá. FBI đến cỏ đầu mình rồi. Bây giờ chạy được không ta? Chạy là bỏ tay chịu chói. Nhưng mà chắc chắn một điều là Jay còn sống nha mọi người. Và 14 năm sau, một là được thả tự do, hai là không bị bắt. Mới gửi thư được cho Joey. Chứ đúng không? Chứ làm sao mà ở trong tù mà gửi thư được? Chết mẹ rồi. Sao mình lại... Jay Hall, giơ hai tay lên. Chúng ta phải chạy thôi, đi nào. Hồi nãy chính né hụt mà sao không bị sao ta? Điều nhờ. Nhanh nào. Giờ thì không hụt nữa đâu. Đi đi. Sao mà chạy lại cảnh sát được, trời còn bị té như thế này. Nó chạy bắn cho lũng đầu. Nhanh nhanh, ở đây nè. Thằng tới. Ơ hay. Cảnh sát Mỹ cũng giống như cảnh sát Nhật hả mọi người? Vô dụng như nhau à? Nếu cây súng của ông bố rồi. Ông ngã có sao không vậy? À, không sao. Đấy, con gái, con nớ đó. Mẹ cha của mình ngã hả, chạy cái bụp qua đầu luôn. Ha, nuôi ăn khôn lớn rồi. Đối xử với cha mình như vậy đó. Con với trẻ cái. Ông cha cũng lo lắng cho con này thôi mà. Bây giờ ta làm gì đây? Chúng ta phải nhảy thôi. Nhảy khỏi đây á. Vanessa, khoan đã. Nếu mà con nhảy thì con sẽ chết đấy. Con không bao giờ làm được đâu. Vanessa, không biết là con nghĩ gì về cha, nhưng mà con mãi mãi là con gái của cha mà. Lần cuối cha nói yêu con là khi nào vậy? Chẳng bao giờ cha nói yêu con cả. Được rồi, ta thừa nhận là ta rất là tệ về vấn đề đó. Sau khi mà mẹ con mất thì cha còn không biết làm điều đó được nữa. Cha đã cố gắng. Và khi mà Matt đã mất thì gì đó. Nhưng mà thực sự thì cha rất là yêu con Vanessa à. Bảo với mình là nhảy đi trước khi mà nó thay đổi ý định. Ôi ông cha ổng lo cho con này mà bây giờ con này nó chạy theo mình làm gì đâu, chỉ vướng tay vướng chân thôi. Cái cứu là phù du, mạng sống là quan trọng. Bây giờ là một là cùng nhảy với con này, hai là nhảy luôn. Nhưng mà chắc con này nó cũng nhảy theo chứ nhở. Nhưng mà Trinh nghĩ mình gọi là ban phước cho ông cha đi nhở. Chứ giữa mà một đứa con mẹ mất nết như thế này với lại một ông cha mà nghiêm khắc thì Trinh vẫn thiên vào ông cha hơn. Rồi sau này con này nó lớn thì nó cũng hiểu cho cha mình thôi. Con cái dạy dễ sợ luôn. Trinh sẽ nhảy.
Ông ấy đúng đấy. Cậu không có nên nhảy cùng tôi. Sao vậy? Cậu còn cuộc ở tương lai phía trước mà Vanessa. Hãy đi học, trở thành luật sư, hoặc là một nhà nghiên cứu sinh học, hoặc bất cứ thứ gì cậu muốn. Chia tay là chia tay. Nếu mà tôi còn sống thì họ sẽ tiếp tục truy đuổi tôi mãi mãi. Và cậu không có bắt buộc phải làm như vậy, phải như vậy. Cậu nói là cậu muốn tôi quay trở về nhà. Tôi đoán là tôi đã thay đổi ý kiến. Con lại sững sờ luôn. Anh nói yêu tôi mà anh lại bỏ tôi. Anh thật là tệ. Rồi nhảy rồi. Vậy thì chắc là thoát rồi, không có chết nhờ. Thôi về nhà với ba kìa, về nhà đi con. Con đã làm đúng rồi. Thật là không dễ dàng gì mà, nhưng mà cuối cùng thì câm mồm đi cha. Em đang bị cảnh sát bắt hả? Nhưng mà chắc là không kết tội đâu nha, không bị đi tù đâu. Tội nghiệp ông cha. Thôi về nhà mà thay đổi tâm tính lại đi. Đây là Joey nè. Chắc là đi tìm Jay nha. Mẹ à, con có muốn tổ chức sinh nhật vào cuối tuần này nữa không? Chỗ có chắc là cái điểm dừng không? Nó không có ở trên map luôn mà. 14 năm sau Canada. Đến Canada rồi. Vậy là chắc chắn là đi tìm Jay rồi. Theo bức thư mà Jay viết, không biết là viết gì. Đây ở trong căn nhà nhỏ trong rừng, giống như cái cabin của ông bố vậy. Con chó nữa kìa. Game này mấy người làm game này sẽ thích chó ha, không phải thích mèo. À, có con mèo. Con mèo Malon. Roosevelt đặt tên theo ông tổng thống Mỹ nữa chứ. Nỗi sợ hồi nhỏ. Lớn lên cũng xinh đó chứ nhờ. Cái gì đây? Trời, Joey. Chào Jay. Anh không chắc là em nhận được bức thư. Đã nhận được một tháng trước rồi. Anh biết là anh vẫn đang bị truy nã bởi FBI mà. Em nhận bức thư ở cái gì? Bưu điện. Mọi người ở đây tốt nhỉ? Ừ đúng vậy đấy. Em trông khác quá. Anh biết là em đã lớn lên, nhưng mà trong ký ức của anh thì vẫn là một cái đứa bé hoảng hốt. Anh cũng thay đổi rồi. Anh cũng già rồi. Già hơn là em trông đợi. 14 năm đã qua đi. Vào ngồi một xíu nhỉ. Anh hứa là em không cần cái bình xịt hơi cay đó đâu. Thôi, nói thế thì thôi. Tinh mắt đấy. Mà con nó để lộ ra như vậy mà. Ngồi, có bàn cờ vua nữa kìa. Chơi với ai ta? Chơi với con chó. Roosevelt. Chơi với tổng thống Mỹ. Ở đây cảnh đẹp nhé. Ừ, anh cũng thấy vậy, anh quan sát nó hằng ngày. Thật là lạ lùng khi mà lại có em ở đây. Anh nói ở trong bức thư á, em đã cố gắng không suy nghĩ về anh. Em đã làm rất là tốt. Cho đến khi mà anh viết thư. Ồ, em có rất là nhiều câu hỏi về cuộc sống của anh. Nhiều câu hỏi hả? Ca vết sẹo ở đâu vậy? Hồi nãy chính không nhìn thấy. Em không nhớ là anh có vết sẹo á. À, thì là anh cũng đã đi nhiều mà. Anh có gặp một con gấu. Thoát khỏi nó. Và cũng đã có những cái bài học quý giá cho mình. Gia đình của anh thì sao? Anh có nghe tin tức gì về gia đình nữa không? Không. À, chắc là mẹ cũng đã rời khỏi đất nước rồi. Thala cũng vậy. Ba thì gửi cho anh vài bức thư. Nhưng mà ông ấy bảo là nếu mà gửi thư qua lại thì cũng rất là nguy hiểm cho anh. Nên là anh cũng đã ngừng rồi. À, còn Vanessa thì sao?
Sao em Joy này lại biết về Vanessa vậy? À? Còn cô gái mà anh đi chạy trốn cùng á. Anh cũng đã tìm kiếm cô ấy. Nhưng mà cô ấy bây giờ đã hẹn hò cùng với một luật sư, hẹn hò họ lấy. Anh hy vọng là cô ấy hạnh phúc. Anh cũng hài lòng với điều đó. Làm sao mà anh sống qua được cái cú nhảy đó? Mọi người đều đồn là anh đã chết. Thì anh cũng gần chết. Anh bất tỉnh. Anh cũng không nhớ là mình đã bơi như thế nào nữa. Ok. Anh có bao giờ mà bị nhận ra chưa? Không, chưa có ai nhận ra anh à? Anh có một số cuộc gọi nhưng mà anh không nhận, với lại anh cũng chỉ đi gần thôi. Tại sao em lại tới đây vậy Joey? Anh nói là anh muốn nói chuyện mà. Anh chỉ cần em viết thư thôi. Nhưng mà em đến, đích thân đến, tại sao? Em liên tục nhìn thấy khuôn mặt của anh ở trong giấc mơ, trên đường và... Nếu mà em biết là nếu mà em không tận mắt thấy anh thì em không thể sống tiếp được. Ý là không thể vượt qua được nỗi sợ hãi. Người không thể sống tiếp được giống như là yêu đương. Anh là một người có thể lắng nghe đó. Rồi thì mình sẽ kể. Ngày đêm đó khi mà anh mang em lên trên lầu á, anh nhớ không, khi mà điện nó bị tắt á, anh nói là đừng có làm ồn. Và giống như là anh đã gọi là chặt đường thở của em. Em chỉ muốn hét lên và không dừng lại. Anh chỉ muốn giữ cho em im lặng, tại vì cảnh sát có thể nghe thấy và không có muốn em bị thương mà. Em biết. Chúng ta đều có cái lập trường riêng mà. Nhưng mà anh với em có vẻ là giống nhau đấy. Có thể. Rồi Trinh thấy đéo giống gì cả. Con chó này. Chó này khôn á. Jay, tại sao anh lại viết thư cho em vậy? Thực sự thì anh có rất là nhiều chuyện muốn nói với em. Nhưng mà tại sao là em? Em bảo là anh thấy, em thấy cái khuôn mặt của anh vào cái buổi đêm hôm đó. Thì thỉnh thoảng anh cũng thấy khuôn mặt của em. Và những cái năm gần đây á, anh nghĩ là em đã có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng mà anh thì không. Chắc hẳn là em phải rất là ghét anh sau những gì mà gia đình anh đã làm, chuyện gia đình anh đã làm. What the fuck? Your family ruined my life. Cũng không hẳn nhờ. Chỉ làm con này nó ám ảnh một tí xíu thôi, chứ cũng cuộc sống con này cũng vẫn ổn mà. Gia đình gọi là hòa thuận, ông bà cha mẹ vẫn còn sống, điểm ở trường lại cao nữa. Không có làm gọi là gì mà phá vỡ gia đình này đâu. Tính ra thằng Jay này bất hạnh hơn nhiều. Gia đình của anh giết rất là nhiều người. Em đã sợ cái khoảnh khắc này từ rất là lâu rồi. Sao mà em có thể tha thứ cho anh vậy? Sao mà em có thể gọi là vị tha như vậy? Em không muốn mọi chuyện tệ thêm nữa. Anh biết cảm giác đó. Jay, anh ổn không? Thực sự là muốn hỏi thăm anh đấy. I did it because I was one of them.
Anh luôn ám ảnh về việc mà anh không phải là người thân ruột thịt của gia đình đó. Anh luôn tự hỏi là mình là ai, anh phải là người xấu hay không. Không, anh không phải người xấu đâu. Anh đã đưa cho cô gái đang hoảng sợ cái món đồ chơi của con bé. Người xấu thì không làm vậy. Em vẫn còn nhớ điều đó à? Tất nhiên rồi. Anh không nên ở đó. Lúc đó anh chỉ là một tên nhóc thôi. Em cũng vậy. Chắc là em nên quay trở lại, trở về. À, khoan đã, em có muốn ăn tối hay không? Em cũng không biết nữa. Thịt thỏ đấy. Ở đây có cái khung cảnh hoàng hôn rất là đẹp. Thỏ à? Đúng rồi, rất là ngon đấy. Em có thích không? Em cũng khá là đói đấy. Ui, tình cảm thế nhờ. Chú cha, sau này hai người này không biết có gì không ta? Viết thư cho nhau rồi còn nhớ thỉnh thoảng lại thấy khuôn mặt nhau xuất hiện. Nói chung là bỏ qua được mọi chuyện rồi. Em Joy này cũng đối mặt rồi. Ông cha này tươi thế nhỉ? Ồ, mở công ty luôn. Vợ nè. Gia đình hạnh phúc quá ta. Cái kết cả hậu cho cái nhân vật chính ở quyển 1. Tyler là đang đi làm công nhân. Làm công nhân ở bến cảng hả? Ai đây? Em nào đây? Có hai đứa con nữa chứ. À không 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 phải, không phải. Ủa bà Sharon nè. Sao bà trông có vẻ sung sướng hay nhàn hạ vậy ta? Đây là ai? À Dale Hall vậy, ông này là ông Bear rồi. Đi thăm mộ con trai. Tôi không biết câu trả lời là gì, nhưng mà tôi biết là bây giờ tôi đã vượt qua cái bóng tối của mình. Không có ai đuổi theo tôi nữa. Không phải đuổi theo tôi cả. Chưa từng có ai cả. Ai đây? Ông nội, Joe, ông đây. À, ông nghĩ về cái cuộc đối thoại của chúng ta ngày hôm bữa đó. Ông phải đối mặt với mọi một thứ. Có một điều mà ông chưa từng nói với ai cả. Ở ngày đó, lúc đó ở Turok. À, ông không có muốn hơn, kiểu như là đi ra ngoài đó, vì một lý do. Tại vì ông đã từng ở đó. Tất cả những gì xảy ra sau đó, ở đó. Ông nghĩ đó là lỗi của ông. What the fuck? Ông nghĩ ông nội này có liên quan gì tới cái vụ mà mấy thằng này cướp nhờ? Ông bảo là lỗi gì đây? Ấy cái thằng theo dõi mình thật, có người theo dõi. Chết rồi, ông có sao không? Ông ơi. Thôi xong rồi. Ủa sao khó hiểu vậy? Ai? Ai ai giết ông của Joey? Ai giết ông Jim? Với lại ông đã làm gì mà ông bảo là tất cả những cái chuyện xảy ra ở ở cái Desert Dream Hotel đó nhờ? Ủa còn không? Có tổng cộng bao nhiêu cái kết ta? Bảy phần trăm. Cái kết của mình gọi là Sharon Escape at Home. Đây, Tyler became fugitive. Sharon thì đi thoát khỏi đất nước một mình. Đây là cái kết của nhà hầu. Còn đây. À. Ra là có một cái lựa chọn là hai vợ chồng này là ly hôn. Còn Trinh đến được cái kết là kết hôn. Jay ở lại ở Canada. 76% người giống mình luôn. Thì chỉ có 7% là bà này đi đi trốn được một mình. Thì tại sao nó ra bà chọn một mình hay Trinh cũng không biết nữa. Nhưng mà cái kết thúc khó hiểu quá à. Còn không ta? Hết rồi mọi người ơi. New story luôn rồi. Khó hiểu nhờ. Không biết là game còn phần sau không nữa, nghĩa là nó có thêm quyển 3, quyển 4 để giải thích thêm câu chuyện với Trinh. Ông Jim, ý của ông Jim là sao, tại sao ổng lại là người gây ra cái chuyện mà vụ cướp với lại cháy ở cái nhà trọ đó nhỉ?
cái chuyện mà ông B nợ tiền liên quan gì tới ổng chăng? Đúng không? Tại vì cái nguồn gốc sự việc là ông B ổng nợ tiền thì chắc chắc là hẳn có liên quan đến ông Jim nên ổng mới nhận cái mọi chuyện là do lỗi của ổng. Không biết khi nào có quyển 3, tại game này nó cũng ra 1 năm rồi mà chị không thấy có dấu hiệu của có việc có phần mới. Thôi dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của Trinh nhanh. Nếu mà thấy hay thì hãy cho Trinh một like và một subscribe nhé. Và hẹn các bạn ở những tựa game sau.